Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay là mình tiếp tục là mình trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận trong kênh của mình. Đặc biệt là mình thấy hôm nay là các bạn hỏi mình về cái vấn đề là tưới phân cũng như là bấm ngọn ở trên bông vạn thọ rất là nhiều luôn. Cũng như là câu hỏi của anh là Nguyễn Tâm nè. Anh này anh hỏi mình là mình mua cái bông vạn thọ ở ngoài chợ về, nay được là đã 3 cặp lá rồi. Như vậy là mình đi máy cơi và làm sao cho nó ngay Tết. Thì ở đây thì nếu như là cây vạn thọ của mình á là đã 3 cặp lá rồi thì mình nên đi 2 cơi nha. Chứ bằng không là cái hoa vạn thọ của mình thì nó sẽ nở sớm. Thì cái cơi 1 thì anh sẽ bấm vào cái bữa là 22 tháng 11 âm lịch nha. Và cái cơi 2 là đầu tháng 12 âm lịch, là hoa của mình là nó sẽ ngay cái dịp Tết để cho anh có thể là chơi Tết nha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của anh là User7T nè. Bạn này bạn hỏi mình là nên tưới phân gì cho bông vạn thọ. Thì bông vạn thọ thì khi mà nó còn nhỏ thì mình nên tưới những dòng phân hữu cơ như là bánh dầu hoặc là đạm cá nha. Còn khi mà cây bấm ngọn rồi thì mình vô cái giá thể lần thứ nhất á, thì mình có thể là mình kèm thêm cái phân hóa học là cũng được nha. Phân hóa học là như là phân 3 số 17 nè, 20-15 nè, hoặc là những cái phân hạt tím cũng vẫn được nha. Tại vì mình trồng nhà thì nó cũng đơn giản thôi, cũng không cần phải khó khăn mấy đâu. Rồi một bạn tên là User3D ha, bạn này bạn hỏi mình là tưới phân humic có được không em? Humic là được nha, khi mà cây của mình bấm ngọn rồi thì mình có thể mình sử dụng humic luôn. Rồi tiếp tục là anh User5X ha, hoa lên được 2 lá rồi, có cần bón phân chưa em? Ở cái mà cây vạn thọ của mình mà nó được khoảng đâu là 7 ngày tuổi đó, là nó có 2 cái lá đài và thêm 2 cái lá nhám nhỏ ha. Thì mình có thể là mình tưới nhẹ cái phân DAP ha, với cái liều lượng là 100g á, mình pha với 20 lít nước để mình tưới nhuyễn cho nó cũng được. Hoặc là nếu như là ngâm á, thì 1 ký phân á, thì mình sẽ ngâm với 5 lít nước, sau đó mình lấy 100c pha với thùng dồi là 10 lít nước để mình tưới cho bông vạn thọ của mình ha. Chứ anh đừng có tưới cái phân hóa học nhiều. Tưới phân hóa học là nó dư đạm lại cái bộ rễ mình nó hư á, tại vì cây của mình nó còn nhỏ mà anh ha. Rồi, anh Hùng 3401 nè, anh này. Anh hỏi mình á là anh ơi cho em hỏi là xài root không anh, nếu xài thì cây nó mấy ngày tuổi? Thì root á thì khi mà mình ra chậu rồi thì mình có thể là mình xài được nha. Nói chung là ra chậu khoảng 5 ngày trở lên là khi là nó, cái lá của nó xanh rồi đó. Tại vì khi mà ra chậu liền á thì mình đừng có tưới phân liền ha, mà đợi cho nó khoảng đâu 5 đến 6 ngày tuổi, tức là một tuần sau, thì khoảng đâu là cây của mình nó khoảng đâu là 22 ngày tuổi ha, rồi mình có thể là mình sử dụng được. Rồi một bạn gì hỏi mình nè, rồng vàng chị gieo lên ok, gieo 6 ngày rồi chừng nào mình bấm ngọn? Thì ở này chị nghe canh khoảng đâu là 5 cặp lá chị bấm ngọn ha. Nếu như trong cái thời điểm này thì chị có thể là chị bấm ngọn vào cái lối là 25 tháng 11 âm lịch ha. Thì ở đây thì em chia sẻ là cái khoảng chung chung thôi, tại vì cái tốc độ mà chăm sóc của mỗi người là mỗi khác, có cây nó phát triển nhanh, có cây nó phát triển chậm nha chị ha. Nhưng mà thời điểm chung chung là cái thời điểm đó. Và một bạn tên là Trúc Linh, bạn này hỏi về cái hướng dương mà 282 nằm sẵn thì mình trả lời luôn ha. Thì hướng dương em gieo 282 gieo lên được 2 lá đài rồi, thời điểm này có kịp Tết không anh? Là kịp Tết nha bạn ha, 282 là cái thời gian của nó là 70 ngày nó sẽ nở hoa nha. Rồi, mà câu hỏi của anh Văn Dũng nè, giống thọ lùng gieo bữa 19 có kịp không không con à chú ha. Rồi, thì ở đây thì gieo bữa 19 là kịp nha chú ha, nếu như là nó phát triển bình thường nha. Đi hai cơi luôn á. Rồi anh Hữu nè, anh này anh tên Hữu nha. Rồi kim cao lỡ gieo ngày nào được anh? Thì ở đây em nói anh chị có thể là gieo vào cuối tháng 10 ha, tại vì cái ngày gieo nó không có quyết định là hoa của mình là nó có đúng Tết hay không, mà nó quyết định vào cái ngày bấm ngọn của cái cây vạn thọ của mình ha. Nói chung là khoảng nếu như là anh chị mà đi một cơi á, thì cái lối là 28 hoặc là 27 tháng 11 âm lịch á, thì bấm vào cái thời điểm đó thì hoa của mình là nó sẽ nở ngay Tết ha. Còn những anh chị mà bấm hai cơi á, thì cơi một như em chia sẻ lúc nãy là 22 tháng 11 là mình bấm ha, và cái đầu tháng 12 thì mình bấm thêm một lần nữa để mình lấy bông cho nó nhiều á, thì nó sẽ ngay cái dịp Tết của mình. Trễ lắm là mùng 4 tháng 12 âm lịch ha. Và hoa của mình thì nó sẽ ra bông lâu khoảng đâu là lối là 13 tháng 12 âm lịch. Thì trong cái khoảng này là nó sẽ ra được những cái nụ nhỏ 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 đó, thì mình sẽ không có bón phân cho nó nha. Lưu ý mọi người ha, không có bón phân cho nó ha. Nếu như là bón phân nhiều quá là nó sẽ bị điếc ha. Mà nhưng mà khi mà nó ra bự bự bằng cái hạt tiêu rồi đó, thì mình có thể mình bón phân cho nó, đặng cho nó là hút cái dinh dưỡng lên để nó nuôi bông nha bạn ha. Rồi chị Lục Bích 2779 nè, cho chị hỏi Mekong 46A gieo ngày nào thì đúng Tết vậy bạn? Mình ở Bình Dương thì thời điểm này là bạn có thể gieo ha. Hiện tại là hôm nay là 21 tháng 10 rồi, cũng có thể là gieo được nha. Là Thanh Nguyễn hỏi mình là khi nào bấm ngọn do bông vạn thọ? 28 tháng 11 nha chị ha. Câu hỏi trùng.
Rồi cho em hỏi full Aliex vào giá thể liều lượng như thế nào? Aliex thì nửa gốc nó là pha với là bình là 16 lít nước nha chị Nguyễn Ngọc Anh ha. Thì đó là cái liều lượng đó. Em ơi cho lời cái lịch livestream, thì cái lịch livestream thì thông thường là buổi chiều là sẽ livestream ha, khoảng đâu là 6 giờ. Nhưng mà cũng không biết được nữa, nói chung là rảnh giờ nào là sẽ like cái giờ đó, nhưng mà thường là buổi chiều là sẽ like nó nhiều hơn. Một anh user 2L hỏi là đạm cá tưới được không em? Được nha anh ha, thậm chí còn rất là tốt luôn. Rồi, đồng vàng anh gieo 3 hôm lên khoảng 95%. Chú ơi, còn giống hổ thì mới gieo không biết thế nào. Nếu lên thì báo cáo chú. Nói chung là bạn cứ gieo đi, thì thông thường thì rồi bên cái nhãn hiệu của rồng vàng thì nó rất là uy tín rồi. Với lại cái giá thể của mình là mình khi mà mình ươm mọi người nên sử dụng cái giá thể là sơ dừa hoặc là cái trâu đen gì cũng được ha, có thể là phối trộn một chút xíu được. Nhưng mà cái trâu đen ở đây thì mình nên sử dụng cái trâu to ha, tức là cái cho từ cái trống của mình để mình đốt ra đó. Thì cái trâu đó là cái trâu đó gọi là cái trâu to ha, còn trâu nhuyễn thì cái bản chất của nó là nó rất là giữ nước nhiều nha. Có thể là nó ảnh hưởng tới cái hạt giống của mình. Bạn ơi cho mình hỏi năm nay phải là tháng thiếu không? Đúng là bạn, nhưng cái vấn đề là tháng thiếu nó cũng không có quan trọng mấy đâu. Tại vì mình cứ canh đi khoảng đâu là 5 đến 6 cọc lá là mình bấm ngọn ha là được nha, nếu đi một cơi. Rồi, chào cháu nè. Cảm ơn ông Nhi ha. Rồi một bạn Đồ Nguyễn hỏi mình nữa, cây còn bé đi phân vi sinh có được không chú? Chú em ha. Dạ được nha, phân vi sinh được nha, cây còn nhỏ đi phân vi sinh được. Cho mình hỏi mình mua bông dạng thọ ở ngoài chợ 3 cặp lá. Câu hỏi này nãy mình trả lời rồi ha. Rồi anh ơi cho em hỏi bao nhiêu ngày thì mình ra chậu và mình tưới phân? Ra chậu là khoảng đâu là từ 15 đến 20 ngày thì mình sẽ ra chậu ha, và tưới phân sau đó khoảng 5 ngày là mình tưới phân nhẹ thành DAP được. Bạn ơi mình gieo bông dạng thọ có tưới nước liền hay không? Ở đây thì mình xịt ẩm cho nó thôi nha bạn ha. Tại vì nước nhiều quá là cái hạt giống nó sẽ lạnh và nó sẽ không có lên nha. B2 đồng vàng gieo bữa 22 tháng 10 có được không em? Dạ được nha anh dùng hứa 5607 nè. Rồi một bạn tên là An 8589 ha. Anh cho em hỏi bao nhiêu ngày thì mình tưới phân một lần anh? Thì thông thường là chu kỳ khoảng 7 bữa là mình nên tưới xương nhẹ cho nó là một lần ha. Vinh Hạnh nè, chia sẻ dùm cách bung chèo. Ở đây thì nó có siêu bung chèo á, nó sẽ có ở trên nhóm á, nó sẽ có một cái combo là để giúp cho bông dạng thọ của mình mà nó to cây mà chắc khỏe này nọ đó. Chị nên mua cái combo đó về để mà chị ấy ha. Ở đây thì em chỉ chia sẻ thôi chứ em không có buôn bán gì hết. Tại vì em không có bán cây giống cũng như là không có bán thuốc men gì hết nha mọi người ha. Chỉ chia sẻ kiến thức là trồng bông dạng thọ tại nhà cho anh chị tham gia thôi. Tại vì đa số kênh em á là những anh chị là trồng tại nhà thôi. Bây giờ em cố gắng là em trả lời câu hỏi hết cho những anh chị nha. Rồi một bạn user 7O nè. Em cho anh hỏi trồng bạn thọ Mỹ F1 mới bông to ươm ngày 20 có được không? Không, anh ươm ngày 20 là được nha, thậm chí là có những bạn là người ta ươm sớm hơn á. Thì đó là vậy nha. Rồi một bạn tên là Tiền Nguyễn nè, 997. Cây 10 ngày phun đáp có được chưa bạn? Được rồi nha bạn ha, 10 ngày là được rồi. Rồi một tiếp tục là bông dạng thọ tưới phân gì? Thì cây còn nhỏ mình tưới phân hữu cơ, còn lớn là mình có thể mình sử dụng phân nha anh ha. Thì đó là được. Rồi thì mình cũng đã trả lời hết câu hỏi ở trên kênh của mình rồi nha. Ngoài ra thì có thể là một số câu hỏi sót thì mình sẽ trả lời trực tiếp nha. Rồi xin mình xin được mến chào.